À, dạ, mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 20 tháng 3 năm 2021 nha mọi người. Rồi thì rất là vui thì ngày hôm nay em có một cái phiên hàng giả hạt ở mấy cái phiên lan rừng rất là đẹp nha mọi người. Đấy thì hôm nay em về bên em về được một cái dòng lan, đó là đại bạch hạc mọi người. Đấy, một cái loại lan cho cái mặt hồng bỏ hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy thì cái dòng này thì nó chỉ có một khúc thôi, so với cái thân này kia thì nó chỉ có một khúc nhưng mà hoa của nó cực kỳ to luôn mọi người. Đấy. Rồi thì với lại hôm nay em về được là bạch hổ hoàng, kiếm bà nà và đại bạch hạc nha mọi người. Đấy, ba loại lan thì mọi người xem được phần nào thì mọi người mua phần đó nha. Đấy. Rồi trước khi vào qua thì em cái này em cho mọi người xem, đó là cái dòng cái mặt hoa đại bạch hạc mọi người. Đấy, cái này thì do quá trình khai thác này kia thì nó cũng hơi ấy rồi. Đấy thì cơ bản cái mặt hoa của đại bạch hạc thì đây, cánh nó trắng, lưỡi vàng và hồng đỏ nha mọi người. Đấy thì đó, hoa rất là to nha mọi người. Đấy thì đây là những cái búp của nó này đó. Đây đây là những cái búp của cái đại bạch hạc này, búp rất là to. Đấy, những cái cây này đây, cánh của nó rất đẹp mọi người. Đấy, búp này, búp rất là bự. Em rất một cái này, một búp này, đây là cây búp cua lông này, nó mọi người thấy nó to sắp xỉ bằng với cái nắp búp lông mọi người. Đấy, này cái hoa của nó rất là lớn. Thì cái dòng này thì cái thân lá nó chỉ có một khúc thôi nhưng mà nó ra hoa rất là bự nha mọi người. Đấy thì rất là hiếm khi hầu như là không có cây lớn nhưng mà đấy, rất là hiếm. Đó, thì chủ yếu là cái đơn như cái dòng này, dòng đơn nó chỉ có nhiều lúc cái dè có hai ba thân hay cái này kia đó. Đấy, có một cái bông rất đẹp này, bông to cực kỳ luôn nhưng mà em giới thiệu cái mặt bông đại bạch hạc cho mọi người xem nha. Đấy, đó, cây nó là như thế này. Này là một cái loại hoàng thảo long nhưng mà đấy, đại bạch hạc. Hôm nay là những cái cây nó bị ấy, em bó lại thành một bó để tạo thành cái đó, cái nào mà chưa nở bông thì nó đang có búp rồi. Thì ngày hôm nay thì có bốn cái phần hàng dê lớn, còn lại là các hàng dê nhỏ nha mọi người. Đấy thì lựa mãi mới được đa số, tại vì các cái dê lớn nó rất là hiếm, ít khi là có các cái dê lớn to như vậy. Rồi thì em đã chia ra cái phần cụ thể rồi, thì em sẽ quay chi tiết tới từng phần một cho mọi người cùng xem. Nó cũng khá khá cái đa số mùa này mùa hoa của nó nha mọi người, nên mọi người được ngắm hoa luôn. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070 6115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em một số điện thoại này. Trường hợp mọi người có điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng một tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi tối hôm nay em bán hàng thì trong vòng ngày mai mọi người tiếp tục đặt đơn thì ngày mai em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nha. Đấy. Rồi cái đại bạch hạc thì giá cho cái phần hàng nhỏ này, hàng dề nhỏ thì giá 150, còn các dề lớn thì mỗi phần cũng có khoảng tầm 4 dề kia thì giá là 200 thôi. Đấy. Đa số là các mặt hàng cho mọi người sưu tầm. Rồi kiếm bạch nà và bạch hổ hoàng thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người cùng dễ xem nha. Đấy. Rồi đầu tiên là cái bạch hoa hoa giá 100.000 này. Đấy. Thì cũng có phần đầu tiên này, cũng có một cây nguyên bản này, đây cũng cây nguyên bản luôn nha. Đấy. Rồi tiếp theo cũng là cây thì hai cây người ta cột lại nhưng mà nguyên bản này, một cây nguyên bản nhỏ, một nguyên bản lớn. Tiếp theo đây, đấy, có một số cái nguyên bản người ta, một số cái người ta cột thêm nhưng mà thay bằng những cái sợi lạc này, này mọi người có thể về cột lại hoặc điện miên như vậy cũng được. Đấy. Rồi tiếp theo phần số 2 giá cũng 100.000 luôn. Đấy, đây là cái đầu tiên này, cục đầu tiên, mã đầu tiên này. Tiếp theo mã số 2. Tiếp theo là số 3 này. Rồi số 4 này. Đấy, số 5. Đấy. Thì cái dòng bạch hổ hoàng này thì nó thân nó nhỏ như thế thôi nhưng mà hoa cực kỳ là to nha mọi người. Hoa của nó thì đây, cánh trắng, lưỡi vàng và hồng đỏ nha mọi người. Đấy, ở vùng trung tâm thì hoa nó
có như thế. Một số nơi thì không có cái hồng nó đỏ rồi mà đấy, hồng đỏ Âu luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo phần thứ ba là hàng hàng rời nha mọi người. Đấy. Hàng rời 100 nghìn thì gồm có các cái dề như thế này. Đó thì có một số dề vừa có các nguyên bản nhỏ nè. Đó, 100 nghìn nha mọi người. 100 nghìn cái loại hàng này. Đó. Rồi, số 3 giá 100 nghìn. Tiếp theo hình số 4 giá 100 nghìn luôn. Đó, thì gồm có các chè như thế này. Đó. Nó giống nhau nha mọi người. Thì hàng này hàng rời. Có nguyên bản nhỏ nhỏ này. Đó, 4. Tiếp theo hình số 5 100 nghìn luôn. Đó. Có các cái như thế này và hình rời nha mọi người. Đó. Rồi em đã cân đối từng cái hình này mà. Đó, số 6 100 nghìn luôn. Bán cho mọi người sưu tầm. Này cái này phải có các nguyên bản nhỏ này. Đấy, đó, hình số 6 giá 100 nghìn. Đó là phần bạch hoa. Tiếp theo là đến lan kiếm bà nà nha mọi người. Kiếm bà nà thì loại hôm nay là gì này 250. Gì này 200. Gì này số 7 nha mọi người, 250. Đấy. À, đây cây nguyên dề này, đó, cây rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Thì dòng kiếm bana này hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Thì hoa của nó là cánh mùa này là mùa hoa mọi người, cánh trắng hồng vàng là lúc nó mới nở, còn khi nào nó gần tàn là nó chuyển qua màu hồng nha mọi người. Đấy, đó là cái điểm nhận dạng của cái dòng kiếm bana này, đó, nó chuyển qua màu hồng, nó sẽ tàn. Đấy, khi mới nở là màu trắng, hồng vàng, tiếp theo là khi nó tan thì nó chuyển màu hồng. Đó. Rồi số 7 giá 250 nha mọi người. 250 đang nguyên về này. Này mọi người về làm một cái chậu rất là đẹp luôn. Nó đang hoa trời này nè mọi người. Rồi đó là số 7. Tiếp theo số 8. Số 8 giá 200 này. Đấy. Nguyên một về nha mọi người. Nguyên về. Thì đây mọi người thấy xem hoa này. Một vòi này, hai vòi này, ba vòi hoa luôn này. Đó. Cái này mắc ngủ trong này nhiều lắm rồi, mọi người mua về thì nó sẽ lên những cái mầm con nhanh lắm. Đây. Rồi, làm chậu rất đẹp. Rồi, số 8 200 nghìn nha mọi người. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo là ngày hôm nay là đến cái loại 150 nha mọi người. Đấy, 150. Hình 9 150 2 dề nè, đó. Dề đầu tiên nè. Đó. Và tiếp theo dề số 2 nè, 150 nha mọi người. Đây. Mọi người thấy nó chuyển sang màu hồng này. Nó tàn rồi. Đó. Rồi, số 9 150 chủ yếu mọi người mua về thì làm giống. Năm sau này nó có hoa tại vườn thì nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Dòng này dễ trồng. Đó, dề đầu tiên nè. Tiếp theo dề số 2 nè, dòng kiếm bà nà dễ trồng. Cây nó mạnh nó khỏe nè. Nên mọi người mua giống rừng về này kia thì nó ok. Đó. 10. Tiếp theo 11, 150 luôn, hai dề. Đấy. Là dề đầu tiên nè. À, tiếp theo là dề số 2 này. Đó. Rồi, hai dề là giá là 150 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo cái phần lồng sọn vừa có kiếm bà nà và hai cái anh là bán giá là 200 nghìn nha mọi người. 200 nghìn cho cái phần này. Rồi, hôm nay thì cũng khá nhiều. Đấy, các cái dề nhỏ nhỏ. 2 này. 3 dề này. 4 dề. 5 dề này. Đó. Có mấy cái búp bông quá là đẹp luôn nha mọi người. Kiếm này hoa rất đẹp. Này nó chưa nở này, nó hồng màu vàng ấy nhưng mà cái quả nó tàn thì nó sẽ chuyển qua màu hồng đấy. Rồi, 4 5 6 này. Đó. Và hai cái bó. Này là như gọi là tay dê hay sao? Hôm nay là cái gì mà nó cũng này là kiếm xích ngọc nhưng mà. Đấy. À, cái này là rau mực nhưng mà. Rồi, số 12 200 nghìn. Rồi tiếp theo là đến loài lan đại bạch hạc nha mọi người. Đấy thì cái tên đại là lớn rồi nha mọi người. Đại là to đấy. So với cái thân này kia thì quá đại luôn. Đấy, so với bông hoa nó quá đại luôn nha mọi người. Rồi, 13 đại bạch hạc 200 nghìn cho một phần. Này là ba dề lớn nha mọi người. Đó, đây là dề đầu tiên này. Cái dòng đại bạch hạc thì nó chỉ có ngắn củng như thế này thôi mọi người. Nếu mọi người muốn dài thì nó cũng có đó. Đấy, nó chỉ độ đường đây và đường đây thôi. Đó. Chỗ hồng là
khoảng 20 phần, hơn 20 phần một chút thôi. Đó. Đó là dề số 2 thì rất là hiếm khi có những cái dề như thế này nha mọi người. Nguyên dề như thế này. Đa số là cái cây nó lẻ từ cái tầm mà 2 3 thân là nhiều đấy. Rồi tiếp theo dề số 3 này. Đấy, dề này thì có một số cái nở một cái số cái chưa ấy này. Mọi người thấy xiên hoa kinh khủng luôn mọi người. Đấy. Đó, búp cực kỳ to luôn. Đấy, như cái này thì mọi người mua về vẫn có thể con chơi hoa được. Đấy. Rồi. Số 13 200.000. Đấy, cây đang mọc mầm rồi nha mọi người. Đấy, cây con đang lên nè. Đó, đang hoa và đang lên coi con nè. Đấy. Rồi tiếp theo là đến 14. 200.000 bốn dề. Đấy, đây dề đầu tiên này. Đó, dề này một số cái đang hoa, một số cái đang búp này. Hai dề này, đó mọi người thấy xiên hoa kinh khủng luôn nha mọi người. Đấy. Hai này. Ba dề này. Đó, mọi người thấy cái những cái thân như này là nó vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Đấy. Cái dòng này nó như thế đấy, vẫn ra hoa bình thường nên mọi người về đừng có cắt cái thân này đi, rất là phí nha mọi người. Đấy. Ba này, bốn này, đó rồi bốn dê giá là 200.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình 15, 200.000 bốn dê lớn luôn đó. Đây là dê đầu tiên này, đó quá đẹp luôn nha mọi người. À, quá quá đẹp quá đỉnh luôn nha mọi người. Đó, quá sai hồng luôn. Đó, một về nè, hai về nè, ba về nè, nó búp không là búp đấy, bốn về nè, nó quá đẹp luôn. Đó, này quá trình khai thác này nó hơi rủ rồi nha mọi người. Là 15 giá 200. Tiếp theo 16 là giá 200 luôn cho 6 dê. Đây dê đầu tiên này, đó, một này. Đây, những cây như thế này nó vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Đây này, ra hai bông luôn rồi. Nên những cái thân già như này mọi người đừng có cắt nha. Đấy. Rất là phí. 1 2 này. Đó. 3 này. 4 này. 5 này. 6 dê. Đó. Rồi 6 dê giá 200.000 nha mọi người. Nay là chỉ có được chừng đây cái dê lớn thôi. Đấy. Rất là ít. Số lượng rất là ít luôn rồi. Đấy. Thì một rất là nhiều như thế này mà nó chỉ ra được chừng đó dê lớn thôi. Cái dòng này nó như thế, đa số như thế nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hàng hàng phần 150 nha mọi người. Đấy. 17 150 cho một phần. Thì nó cùng cái dê như thế này. Này đa số là người thôi. Những cây là nó đa số là dê nó đơn như thế này là nhiều là chính nhưng mà đấy nó là về mọi người thấy không, nó như thế này là ra hoa ra đồ rồi. Cái dòng này là nó như thế nhưng mà đấy. Đây, những cây nhỏ nhỏ như thế này mà ra hoa đấy mọi người, thì mọi người chủ yếu lấy về làm giống thôi. Đó, này nó ra như thế này đó. Một phần thì cũng như thế này nhưng mà đấy. Đó. Dòng này thì nó chỉ ngắn cũng như thế này thôi nhưng mà đấy. Rồi một phần là 150 mọi người mua về làm giống thì nó cũng giống nhau hết nhưng mà em chia ra cân đối một phần là 150 rồi. Đây có một số cái nó đang hoa, một số cái nó có vẫn còn nụ nè. Đấy, còn nụ này mọi người có thể về chơi chơi ấy được, còn chủ yếu người đồng lấy giống năm sau ấy thôi, năm sau ấy hoa. Đấy. Hoa nó cực kỳ đẹp luôn nhưng mà đấy. Hoa to và đặc biệt là thơm, thơm giống như mùi mùi chanh mùi cam ấy mọi người, rất là thơm đấy. Đó. Rồi thì cái phần nào thì nó cũng giống như phần nào nha mọi người. Đấy, thì một phần nó gồm những cái cây như thế này. Rồi em tra cân đối ra rồi thì phần nào nó cũng giống như phần nào ấy. Có một số cái là nó đang hoa, một số cái nó đang búp nhưng mà đấy thì gồm đó. Nào nó cũng có hoa hết đây. Đấy. Đó, chia đều rồi nha mọi người, đã chia đều rồi. Mọi người thấy một nắm như thế này đấy, hoa không là hoa luôn rồi. Đấy. Đó. Quá đẹp luôn, đây mình về hoa không là hoa luôn. Rồi, thì phần nào nó cũng giống như phần nào hết nha mọi người. Đây mọi người yên tâm đi. Đó, chỉ có như đây thôi. Thì
Hôm nay bà con đi trúng được cái lô đại bạch hạc này. Đây. Thì mọi người nhanh tay thì sở hữu nha mọi người. Rồi, thì em để tiết kiệm thời gian mọi người thì em chỉ quay về như đó thôi, tại vì chia nó giống nhau rồi. Nên em không có đánh số thứ tự, nó giống. Rồi, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 070-611-5694 nha mọi người. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin nha. Rồi. Một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy. Rồi một lần nữa thì chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Đấy. Rồi, đại bạch hạc phần phần đời về nhỏ này thì giá 150 nha mọi người. Đấy. Còn có bốn cái phần gì lớn đó là giá 200 thôi. Đấy. Rồi. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.